Đố mọi người, trên tay Huyền đang cầm trái gì nè? Nhìn sơ sơ thì giống trái dưa leo, còn nhìn gần gần thì giống trái dưa hấu tí hon ha mọi người. Nhưng mà trái này là trái bình bát dây nha. Nhìn cái trái nó bé bé xinh xinh muốn cắn một phát, nhưng mà nghe bảo là chua lắm nên Huyền không dám ăn. Nghe mọi người bảo trái màu đỏ ăn được nên là Huyền ráng tìm một trái màu đỏ để ăn thử, nhưng mà chim nó lụm hết rồi mọi người. Đúng là người tính không bằng chim tính mà.